Sống giữa xi bít, Dương Dương bám váy phú bà, địch đã nhật bà bị bôi đen. Đối với những người yêu thích xem tin tức Hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz Hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Tống Thiên bất mãn Lệ Dĩnh. Giải Kim Ưng năm nay không có gì gây tranh cãi cả, nhưng ồn ào những năm trước đều bị đào lại. Đợt vừa rồi địch đã nhật ba thẳng Giải Kim Ưng bị gọi tên, sau đó lại tới Tống Thiến. Có người nói Tống Thiến mâu thuẫn với Lệ Dĩnh nên khi chị Lệ Dĩnh đoạt giải, cô ấy ngồi dưới khán đài và tỏ thái độ không hài lòng, còn bĩu môi. Khi camera quay đến, Tống Thiến vội vàng thu lại biểu cảm, có lẽ cô ấy bất mãn vì Lệ Dĩnh đoạt giải chăng? Chỉ có điều khó mà tìm được điểm nào khiến hai người mâu thuẫn cả. Sự cố này quả thực rất xấu hổ. Lúc đó Lệ Dĩnh đúng là đang ở trên sân khấu, Tống Thiến ở dưới khán đài. Nhưng khi ấy chưa phải lúc tuyên bố giải thưởng. Chị Lệ Dĩnh lên sân khấu giao lưu cùng khách mời và còn có tiết mục biểu diễn ảo thuật. Có vẻ như Tống Thiến không nghĩ camera sẽ quay mình nên không quản lý biểu cảm. Mà fan cũng giải thích khi Tống Thiến tập trung cao độ thì hay dễ chịu môi. Điều này không nhằm vào Lệ Dĩnh, nhưng nói gì thì nói, biểu cảm này đúng là quá hài hước. Địch Lệ Nhật Ba bị bôi đen. Giải Kim Ưng náo nhiệt thực sự, nhiều người bị gọi tên lắm. Ngay từ khi bắt đầu thì anti fan đã gọi tên Địch Lệ Nhật Ba. Cả ba đốc đưa tin rằng bất lực trước việc bị cô lập, cũng vì muốn tránh việc bản thân bị chế giễu quá nhiều nên Nhật Ba luôn luôn chịu Lợi Dĩnh và Tống Thiến. Đợi các bên lao vào cuộc chiến thì Nhật Ba có thể thoát thân. Không thể nói, lần này cô ấy ra tay cũng mạnh. Mấy ngày nay đoàn đội Tống Thiến rất bận, không ngừng đi tẩy quảng trường và giải thích các kiểu. Tin đồn Dương Dương với các phú bà. Những hình ảnh Dương Dương tham gia sự kiện của thương hiệu cao cấp được tung ra mà anh ấy được cho là ngồi cùng bàn với toàn các phú bà. Vì việc này mà nhiều người nghĩ đến kiểu phú bà và tiểu thịt tươi. Thậm chí còn đủ các lời đồn đoán về việc bám váy phú bà. Nhưng thực tế không phải như vậy, việc sắp xếp bàn tiệc không phân nam nữ là chủ yếu dựa vào địa vị, là một đỉnh nêu nên Dương Dương dĩ nhiên sẽ ngồi đầu bàn. Mà hầu hết những lãnh đạo cấp cao các thương hiệu đều là nữ, nên ngồi cùng bàn chẳng phải câu chuyện rất bình thường hay sao? Còn về chuyện Dương Dương bị quy tắc ngầm thì chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy thông tin này cả. Đừng nói là ngồi cùng nhau, nếu như là sự kiện siêu khủng của thương hiệu thì các sao còn chủ động đăng bài ấy chứ. Arjuna Baby mất đại ngôn Dyer. Lão đại của Dyer khu vực Trung Quốc muốn từ chức, tiếp sau đấy sẽ thay đổi một lượng lớn những người đại diện của thương hiệu, có lẽ là Arjuna Baby cũng phải say goodbye. Hiện tại Arjuna Baby đang tiếp xúc với những thương hiệu cao cấp khác, nhưng cho dù có cao cấp đến mức nào thì bên mới cũng không thể cho cô ấy đại ngộ của con gái cưng giống như Dyer được. Mà thương hiệu mới chắc cũng sẽ không để cô ấy mượn trang phục bất cứ lúc nào đâu, vì thế nên Dyer đổi người, cô ấy là người chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ là đối thủ. Nói ra thì cũng trùng hợp, Trần Phi Vũ diễn Tương Xạ 1, Vương Hạc Đệ diễn Tương Xạ 2. Vương Hạc Đệ vừa hot xong thì Trần Phi Vũ cũng nổi gót. Gần đây chủ đề liên quan đến họ rất nhiều. Không ít người đem họ ra so sánh với nhau. Mà là thế nào nhỉ, Vương Hạc Đệ lứa 90 năm trong khi Trần Phi Vũ nửa 00. Đừng thấy họ cách nhau có vài tuổi, nhưng thực tế thì ở mức một trời một vực. Vì không cùng lứa nên Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ gần như không xung đột tài nguyên. Nhưng hai người sẽ bị buộc chặt một thời gian dài, đoàn đội cũng muốn lợi dụng chuyện này để tạo nhiệt. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.